không có phân biệt cái công việc làm, không có phân biệt người giàu nghèo hay là người xấu đẹp gì hết, yêu cầu người hiền từ có tâm là được rồi, chứ chị không có phân biệt mấy cái nghề nghiệp, nghề nào cũng là nghề mà em. Con chị nó cũng có nói mẹ tìm được chỗ nào mẹ ở nương tựa được yên thân mẹ thì con mừng. Chỉ cần tìm cái người, cái anh gì đừng có lùn quá, nhưng mà cũng đừng có ốm quá. Nhưng xấu đẹp thì không quan trọng, từ bằng tuổi chị trở lên xấu đẹp nó không có quan trọng, mà như tiền thì bữa nay không có ngày mai có, nhưng mà được cái người có tâm có đức hiền từ thì ít có lắm. Dùng miền mà nói chuyện cũng hơi dễ nghe tí thì cũng được. Chị ở Sóc Trăng nhưng mà chị khổ quá là chị đi lưu lạc luôn, chị lên Bình Dương chị sống rồi đó, tới giờ không có ai là người thân của chị hết. Hữu Cảnh kết nối mến chào cô chú và anh chị. Thì hôm nay Hữu Cảnh có nhận được số điện thoại của người chị, và người chị này có nhờ Hữu Cảnh tìm cho chị một nửa mảnh ghép yêu thương. Thì giờ đây Cảnh mời cô chú và khán giả cùng theo Cảnh để nghe chị tâm sự ha. Dạ em chào chị ha. Chào em. Dạ. Thì hôm nay cũng có duyên khiến cho chị em mình được quen biết nhau á chị. Trước tiên chị giới thiệu về bản thân của chị ha. Chị năm nay được bao nhiêu tuổi và chị đến từ đâu, mình tên gì hả chị? Chị tên Dễ, chị 56 tuổi, chị đang sinh sống ở Bình Dương em. Dạ, chị tên Dễ mà chị có dễ không? Cũng dễ á. Dạ. Chị 56 tuổi là chị sinh 1968 hả chị? Dạ, chị đang sinh sống ở Bình Dương mà quê quán của mình ở đâu? Chị ở Sóc Trăng nhưng chị sống ở Bình Dương. Dạ, một hồi chị nói nước tiếng cho em ha. Dạ, chị sống ở Sóc Trăng, mình ở huyện Mỹ Tú phải không chị? Đúng rồi, chị miền Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Dạ, rồi chị có thể kể về tình trạng hôn nhân của chị cho em biết ha. Tình trạng hôn nhân của chị là hồi đó tới giờ vợ chồng sống nhưng không có tiếng nói chung. Rồi cái hoàn cảnh chị khổ quá, rồi cái chị từ từ cái chị đi lưu lạc luôn. Dạ. Rồi chị sống với ông xã được mấy người con? Được hai mà mất một đứa rồi còn được một đứa em. Còn được thằng trai năm nay nó 35 tuổi, nó có vợ có con rồi, nó sinh sống ở quê. Rồi chị hiện tại giờ chị đang ở Bình Dương mình bằng về công việc gì đó chị? Chị đang nấu cơm cho công ty em. Dạ, thu nhập một tháng mình được bao nhiêu chị? Tháng chị cũng được 8 triệu. Dạ, bên mạng chị hơi yếu, hồi chị nói nước tiếng chút cho em ha. Rồi, mình chị chia tay ông xã cách đây chị nói mấy năm chứ? Ly thân hồi năm 2007 mà ly dị năm 2021. Dạ, như vậy hồi ly thân cách đây là hàng 17 năm. Dạ. Chị mặn hết nổi rồi, chị từ từ cái chị đi đi cái lưu lạc luôn, giờ sống mình anh một xứ người luôn, không có ai người quen thuộc nào hết. Rồi chị, từ trước giờ mình có từng quen thêm một người nào nữa không chị? Chị cũng có tìm hiểu nhưng mà thấy người không được rồi, không có đi thì không có tiến tới á em. Dạ, rồi hôm nay sao mà biết đến số điện của em mà để gọi đến cho em đây? Thấy trên chương trình của em cũng có kết nối á, chị cũng có thấy những có mấy anh mà cũng hiền đồ á, chị muốn để mượn em để kết nối giùm cho chị một người hiền lại có tâm có đạo đức. Dạ. Rồi hôm nay á, chị đến với chương trình của em, chị có để ý một anh nào ở trên kênh của em chưa? Chị cũng có thấy anh Trung mà anh ở Bình Phước à, ảnh có thấy ảnh nói chuyện ảnh cũng hiền, chị muốn kết nối với ảnh thì coi coi có thành công không. Dạ. Rồi. Chị nói với em á, tại chị nói thì chị thấy vậy thôi, nhưng mà chị mắt chị thì cũng không bằng mắt em, nhưng mà chị cũng nhờ em là ví dụ như thấy người nào hiền có tâm có đức thì em để giới thiệu giùm cho chị là tốt hơn á. Dạ, thì hiện tại giờ chị đang để ý một người trên kênh của em. Nhưng những anh khác mà người ta thấy chị người ta mến đó, người ta xin số của chị thì chị vẫn cho hết chị.
như cái anh nào hiền từ, kiểu có từ thiện hay là có tâm có đức thì chị đã đồng ý, nhưng mà cái người ấy thì chị không dám. Dạ, thì bây giờ nè, chị cần cái người mà đến với chị, người đó độ tuổi khoảng bao nhiêu? Cái tuổi từ bằng chị lớn hay trở lên chứ đừng có nhỏ nữa. Bằng chị hả? Nãy chị nói chị nhiêu? 52 đúng không? 52 tuổi. 56 tuổi. 56 tuổi. Rồi, bây giờ chị muốn từ 56 cho đến 66 đi ha. Trở lên yêu cầu có sức khỏe là được. Dạ, rồi chị có phân biệt mà người đó làm gì, công việc hay bảo vệ hay thợ hồ, chị có kỹ về những công việc đó? Là chị không à, không có phân biệt cái công việc làm, không có phân biệt người giàu nghèo hay là người xấu đẹp gì hết, yêu cầu người hiền từ có tâm là được rồi, chứ chị không có phân biệt mấy cái nghề nghiệp, nghề nào cũng là nghề mà em. Thì trước khi ghi hình đó, thì em cũng có nghe chị tâm sự. Chị muốn cần tìm cái người đó, chỉ cần có cái nhà để chui vô chui ra thôi, và cái công việc nói chừng 5-7 triệu một tháng cũng được đúng không? Đúng rồi. Dạ, người đó quan trọng là sống phải có đạo đức nè. Đúng rồi. Chị cho khán giả biết chiều cao và cân nặng của chị được bao nhiêu? À, chị 1m55, chị 60 kg. Dạ, chị năm nay được 56 tuổi rồi, từ hồi đó giờ mình có bị bệnh nền gì không chị? Không em, chị cũng như chị đi mặn thì chị đi nhiều lắm. 5 giờ sáng là chị lội tới tới 8 giờ tối à. Và chị cũng nhiều khi đào bệnh thì cũng bị cảm, bị nhức mỏi đâu vậy thôi, chứ còn bình thường thì không có bệnh gì hết. Dạ, rồi trước khi mà chị đến với chương trình của em nè, rồi chị có thông qua ý kiến với con của mình không? Có em con chị nó cũng có nói mẹ tìm được chỗ nào mẹ ở nương tựa được yên thân mẹ thì con mừng. Vậy là quý đó, đó chị biết sao không? Có nhiều người ta không có thích cho cha của mình hay là mẹ của mình bước thêm bước nữa đâu. Người ta sợ là chia sớt cái tình thương đó chị. Nhưng mà chị có phước đó, chị có phước được người con ủng hộ cho chị để bước thêm bước nữa. Rồi em sẽ gắng giúp cho chị. Con chị nó cũng ủng hộ chị, mà chị cũng cầu mong kiếm được cái anh nào mà anh cũng thương yêu con chị. Dạ. Thì bây giờ nói chung nãy giờ em chỉ hỏi thôi. Còn bây giờ nè, em muốn nhờ chị tự chị chia sẻ về bản thân của chị và chị muốn thích cái mẫu người đó như thế nào ha, chị có thể bày tỏ với khán giả một chút xíu cho em ha. Chị cần tìm cái người, cái anh gì đừng có lùn quá, nhưng mà cũng đừng có ốm quá. Xấu đẹp thì không quan trọng, nhưng mà từ lớn tuổi hơn chị, từ bằng tuổi chị trở lên, nghề nghiệp thì bằng gì cũng được, phải giàu gì lắm, nhưng mà chỉ cần làm chỉ là đủ sống thôi, nhưng hai người cũng vẫn còn sức khỏe thì làm chỉ là ăn tháng người được vài triệu thì cùng chung mà sống thôi, chứ chị cũng không phải lựa anh mà giàu lắm hay là anh đẹp lắm thì không có. Xấu đẹp nó không có quan trọng, mà như tiền thì bữa nay không có ngày mai có, nhưng mà lựa cái người có tâm có đức hiền từ thì ít có lắm. Chị có kỹ cái người ở vùng miền không? Dùng miền mà nói chuyện cũng hơi dễ nghe một tí thì cũng được. Dạ. Chị ở Sóc Trăng nhưng mà chị khổ quá là chị đi lưu lạc luôn, chị lên Bình Dương chị sống rồi đó, tới giờ không có ai là người thân của chị hết, chị sống chỉ mình xứ khi đau ốm bệnh hoạn hay gì, không có chuyện gì cũng tự mình một mình chị bươn chải hồi đó tới giờ. Nè, nãy giờ theo tư cách mà em đã trò chuyện với chị á, thì em thấy chị có một cái cách tư cách nói chuyện rất là tế nhị, rồi cái giọng nói của chị rất là nhỏ nhẹ, với cộng thêm gương mặt của chị rất là sáng nữa, thì em nghĩ là nhiều anh độc thân có thể để ý đến chị đó, mà em không biết à, có bày tỏ chị hay không mà chị ở tới ngày hôm nay, mà trong khi đó chị không có kén người, chị không có phân biệt người đó giàu nghèo nữa, thì chị có thể mà giải thích cho em được không? Vì hồi đó thì chị hồi đó nói chung cũng rất là nhiều người thương, nhưng mà khi chị ở làm việc nhà cho ông chủ, ông cũng vẫn là người thương của chị, nhưng mà chị không dám, mà đó giờ chị không có nghĩ tới bước bước nữa. Chị thấy nhiều khi mình đau ốm bệnh hoạn có một mình đó em, cũng
tuổi thân. Nếu mà nói chị nói vậy, ông chủ của chị hiện tại giờ, ông chủ mà chị nấu cơm cho ổng á ha, à ổng đã từng thương chị đúng không? Đúng. Một cái đó cơ hội của mình sao mà mình không nắm bắt vậy? Hồi đó mình suy nghĩ mình không tính bước bước nữa, tính hy sinh cho con sống à. Hồi đó mình khổ quá, mình đi ra đi cái mình sống vậy mình thấy mình quá khỏe rồi, cái tới trở về bây giờ mình mới thấy cảm thấy là mình bệnh đau đồ nằm chỉ có mình ơn, không có ai hết. Ở đây thì mấy ông cũng đi hết rồi, nhưng mà về thì mình về phòng mình ở, khi mình bệnh mình đau thì mình cũng nằm mình ơn mình chịu vậy thôi, rồi cái hết bệnh này tự đi làm tự sợ lo lắm. Vậy thôi bây giờ này, chị em mình nãy giờ chia sẻ cũng đã đủ rồi, thì mẫu người đàn ông chọn nãy giờ thì mấy anh xem video mấy anh đã hiểu rồi đó, thì em sẽ xin tóm tắt video tại đây. Chị dễ, quê quán chị ở Sóc Trăng, thì chị có một người con trai năm nay đã 30 mấy tuổi, đã có gia đình ổn định hết rồi. Thì hôm nay chị đến với chương trình nhờ hữu cảnh tìm cho chị một người mà người đó không cần phải giàu có hay là chặt cắt gì quá, chỉ cần người đó chỉ có cái nhà và công việc ổn định, quan trọng người đó sống mới có đạo đức. Thì cứ gọi cho chị ha, và số điện thoại của cảnh đã để trên màn hình là số điện thoại đó của hữu cảnh, thì mấy anh gọi đến cũng nhớ cân nhắc dùm cho cảnh cái vụ này, tại vì có một số anh gọi tới tưởng đâu là cái số điện thoại đó là của chị, thành ra mấy anh hơi nhầm. Rồi, chị dễ, chị có cho phép em đăng hình ảnh của chị lên mạng xã hội không? Đồng ý em. Dạ, sau này bản thân của chị hoặc con của chị không có quyền của em phải gỡ video này xuống nha chị. À, chị đồng ý. Dạ, và cảnh cũng xin chúc cho quý cô chú gần xa trong nước và ngoài nước gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, em cũng xin chúc cho chị sớm tìm được ý chung nhân của mình hả chị? Rồi, chị cảm ơn em. Chị chào em. Dạ, rồi, em chào chị ha.